Không ai muốn chung đội, Diệu Nhi phải dùng chiêu đốt vía ngay trên sóng truyền hình. Vừa vào vòng chia đội, Diệu Nhi liền mạnh miệng tuyên bố không muốn chung đội với Ninh Dương Lan Ngọc và Hà Kinh O. Cuối cùng, chính Diệu Nhi mới là người phải lôi kéo các chị đẹp về đội mình nhưng bất thành. Trong tập 3 chị đẹp đạp gió rẽ sóng, Diệu Nhi khiến khán giả cười lăn lộn vì màn chọn đội khá nhiệt huyết nhưng hơi cồng kềnh. Cụ thể khi thảo luận, Diệu Nhi kiên quyết khước từ Ninh Dương Lan Ngọc, Hà Kinh O hay Khổng Tú Quỳnh. Nhưng ở những diễn biến sau đó, nữ diễn viên là người phải đi lôi kéo các chị đẹp. Đội trưởng của nhóm 3 biểu diễn ca khúc Đưa Em Về Nhà cho vòng công diễn một là nữ ca sĩ Mỹ Linh đã chọn Diệu Nhi về với team mình đầu tiên. Điều bất ngờ là các chị đẹp lần lượt lướt qua, không ai chọn chung đội của ca sĩ Mỹ Linh và Diệu Nhi. Điều này khiến nữ diễn viên phải lên tiếng xin các host giấy và bật lửa để đốt vía. Sau đó vì nhận thấy không thể ngồi yên, Diệu Nhi đã xuống phía dưới để lôi kéo các chị đẹp về team của mình. Những khoảnh khắc làm lơ xe bắt khách của Diệu Nhi khiến khán giả cười như ngả. Sau đây là danh sách các đội tại công diễn 1. Gửi Anh Xa Nhớ, Người Ơi Người Ở Đừng Về, Trưởng Nhóm, Lệ Quyên, Diệp Lâm Anh, Ly, Phương Vi, Lưu Hương Giang, Hương Ly, Giang Khôn, Trưởng Nhóm, Thu Phương, Phạm Lịch, Quyên Linh, Đưa Em Về Nhà, Trưởng Nhóm, Mỹ Linh, Diệu Nhi, Khổng Tú Quỳnh, Vân Hugo, Nguyên Hà, Nếu Anh Đi, Trưởng Nhóm, Hồng Nhung, Ninh Dương Lan Ngọc, Linh Ly, Vũ Trụ Có Anh, Trưởng Nhóm, Đoan Trang, Yến Trang, Hồ Hèn Nhiê, Thanh Ngọc, Tú Vi, Hà Kim O, Hoàng Oanh. Các sân khấu của vòng công diễn 1 sẽ được lên sóng trong tập 4 của chị đẹp đạp gió rẽ song Team C 2023 vào ngày 18 tháng 11 trên kênh VTV3 và kênh YouTube IEAH1 Show.